Dạ vâng ạ, trân trọng gửi với lời chào tốt đẹp nhất đến toàn thể các bác. Lời đầu tiên thì cho em Linh xin kính chúc các bác thật nhiều sức khỏe. Năm nay sẽ là một năm thành công với toàn thể các bác. Các bác có thể nhìn thấy và quan sát thấy luôn trên màn hình cái sản phẩm mà em muốn giới thiệu đến toàn thể các bác trong ngày hôm nay là sản phẩm gì. Đó là những chiếc kéo cắt cành trên cao. Và đây là một cái đơn hàng trong ngày, những chiếc kéo được gửi đến toàn thể các bác. Và chân thành cảm ơn toàn thể các bác đã tin tưởng bên em đặt hàng những chiếc kéo cắt cành như thế này. Đấy. Và đây là cái cách mà bên em đóng gói và gửi hàng đến tận tay các bác khi mà các bác đặt một chiếc kéo nhé. Kéo bên em thì trong quá trình mà các bác trao đổi nhận hàng, các bác được quyền bóc ra xem hàng sau đó mới phải trả tiền các bác nhé. Thì đây là những chiếc kéo 3m, 4m và 5m. Đấy. Bên em có 3 kích cỡ. Cây này là cây Santa. Cây Santa chính là cây này này các bác này. Đấy, đây là mẫu hiệu Santa, hàng đến từ Đài Loan. Mẫu này thì nó chỉ có duy nhất nhá các bác nhá, duy nhất một mẫu, đó là mẫu Santa 3m này thôi, nó không có 4m và 5m đâu các bác nhé. Thì đây là mẫu 3m này. Một cái chiếc cưa sẽ được đi kèm, đó là một phụ kiện của mỗi một chiếc kéo nhé các bác nhé. Đây là dòng Santa 3m. Hàng này thì là hàng nồi đồng cối đá, hàng truyền thống. Cái cân nặng trọng lượng của nó rất là nhẹ, vào khoảng hơn 1 cân một tí thôi. Thân nó bằng hợp kim nhôm. Đấy, tay cầm nó màu xanh, màu vàng như này nhé các bác nhé. Tay cầm màu vàng như này. Đấy. Tất cả bên trong những chiếc kéo mà bên em đang cung cấp cho các bác đều sử dụng đó là một cái cọng thép như thế này. Khi sử dụng một cọng thép ở bên trong để làm trục chính thì nó sẽ không bị giãn nhé các bác nhé, không bị giãn, không bị đứt, bởi vì nó làm bằng thép mà. Đấy, nó đưa cho các bác một cái lực rất là mạnh khi mà các bác cắt tỉa cành cây. Tí nữa thì em sẽ test thử luôn cho các bác về một trong những cái mẫu này. Còn đây là mẫu kéo cũng hàng của Đài Loan, hàng thương hiệu Hong Gen các bác nhé. Đấy, mẫu này thì là mẫu cũng 3m nhưng mà cải tiến rất là nhiều. Cái cải tiến đầu tiên đó là chiều dài của nó sẽ được rút ngắn, để giúp các bác mang đi nhà vườn hái quả nó sẽ rất là gọn gàng. Cây này thu gọn lại có 1m4 thôi. Còn cây Santa này sẽ là 1m7 nhé các bác nhé. 1m7. Thì đây là hai cái mẫu khác nhau. Mẫu này là mẫu cải tiến mới hơn với cái thương hiệu mới. Đấy. Mẫu này thì mới xuất hiện trên thị trường khoảng 1 năm nay thôi. Còn mẫu Santa này thì nó đến 5-7 năm rồi các bác ạ. Đấy. Cái cải tiến đầu tiên các bác vừa mới được nghe, đó là sẽ được rút ngắn xuống 1m4. Cải tiến tiếp theo các bác nhìn này, nó sẽ có hai chốt này và ba lóng lối với nhau. Đấy. Cải tiến thứ ba tiếp theo, nó phần lưỡi kéo nó sẽ rất là dài. Lưỡi kéo dài đến tận 7 phân cơ. Đấy. Và cái cải tiến tiếp theo nữa, đó là cái cây kéo này sẽ có lò xo trợ lực. Đây các bác nhìn này, tốt nhất là em sẽ bỏ một hai cây kéo này ra test thử luôn cho các bác. Đấy. Đây có lò xo trợ lực ở đây nhé các bác nhé. Đấy. Em phải khóa vào thì em mới mở ra được các bác nhìn này. Sẽ bỏ một cây kéo mới đây ra. Hàng này đều là hàng nhập khẩu nguyên chiếc các bác ạ, hàng nhập khẩu nguyên chiếc hết ạ. Đây chính là chiếc kéo mà đang muốn giới thiệu đến toàn thể các bác. Cách sử dụng thì rất là dễ nhé. Cái cây một chốt này, nó là cái cây truyền thống và là một cái cây nồi đồng cối đá. Khi mà em đã dùng cái cây nồi đồng cối đá thì các bác biết về cái độ bền của nó như thế nào rồi, cực kỳ là bền. Thì đây các bác nhìn này, cây này nó sẽ có một chốt nên là cái cách sử dụng nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Các bác chỉ cần bấm vào đây và các bác kéo dài ra. Ở trên thân này nó có những cái lỗ nhỏ như này, cách nhau khoảng hơn 20cm. Thì các bác cứ kéo dài ra đúng cái chiều dài các bác mong muốn. Đấy, cứ như thế này là các bác có thể sử dụng được thôi. Đấy, đấy là cái cách sử dụng rất dễ của cái cây kéo này. Lưỡi thép thì đều là sử dụng lưỡi thép đen. Đấy, lưỡi thép tốt nhất hiện nay. Và ép bằng cái công nghệ mới của Nhật Bản, công nghệ ép nguội các bác nhé. Đấy, và cây này cũng là thép đen này, nhưng nó có hai chốt. Hai chốt thì các bác lưu ý này, trước khi mà các bác mở các bác sử dụng các bác phải mở chốt này. Đấy, mở cái chốt này ra cho em nhé. Đấy, sau khi các bác mở chốt, các bác hãy tăng cái lóng đầu tiên lên trước, tăng lên. Vướng cái gì đây? Đây, các bác tăng lóng đầu tiên lên. Sau đó các bác hãy để hở cái lỗ nhỏ này nhá. Các bác bấm tiếp vào cái lóng thứ hai, tăng lên. Đấy, đến khi các bác tăng lóng thứ hai thì các bác có thể chốt lóng thứ hai vào trước. Các bác chốt lóng thứ hai vào trước, đấy nó kêu tạch một cái như này, có lỗ nhỏ này. Đấy, sau đó thì các bác quay lại trở lại với cái lóng thứ nhất, sau đó các bác hãy chốt vào cái lóng đến cái chiều dài mà các bác mong muốn. Sau khi các bác chốt hai chốt
đây em gọi sẽ là chốt nhá, chốt hai cái nó khớp vào với nhau như này rồi. Đấy, nó sẽ ở trong cái chế độ mở lên như này các bác này. Đấy, đấy là đã là chốt nhá. Thì các bác sẽ sử dụng bình thường. Đây em test thử luôn từng mẫu một để cho các bác quan sát luôn. Đây, hai cái mẫu kéo này. Em sẽ cắt thử cái cành mít này nhé. Cắt và giữ luôn. Đây là kéo cắt quả trên cao. Đấy, thay vì các bác phải bắt một chiếc thang để các bác cắt hoặc tỉa những cái cành cây cảnh như này chẳng hạn, thì các bác có thể mua cây kéo này về nhà các bác sử dụng cắt giữ hoa quả trên cao luôn nha các bác nhé. Đây. Một em vú cắt tiếp em này nha, hai em vú đấy nhé các bác nhé, cắt và giữ quả luôn. Để cắt rất là ngọt nhé, cắt rất là ngọt. Và em xin nhấn mạnh lại nhé, bởi vì bên em đơn vị cung cấp rất nhiều và cũng gặp rất nhiều trường hợp khi mà các bác nhận kéo tại nhà, các bác chưa cho những cái khớp này nó ăn khớp với nhau, chưa cho những cái chốt này nó ăn khớp này, tâm ra là các bác sẽ không sử dụng được cái mũi kéo này, cái mũi kéo này nó không hoạt động. Đấy, các bác phải lưu ý cái cách sử dụng nhé. Bác nào mà trong quá trình nhận kéo các bác mà không biết cách sử dụng, các bác hãy gọi điện trực tiếp Zalo cho em, đầu số điện thoại sẽ là 0376 253 516. Thì bên em sẽ gọi điện trực tiếp và giúp các bác cái cách nhận biết và cái cách sử dụng. Các bác phải cắt rất là ngọt. Các bác có thể để cành rơi trực tiếp hoặc là cắt giữ cành luôn, cành hay là quả cũng vậy. Đấy, các bác nhìn này, rất là dễ nhá. Đây là cây kéo Hồng Gen, hàng cải tiến mới nhất. Em sẽ tiếp tục thử cái cây kéo nồi đồng cối đá này. Cây kéo mà các bác sử dụng cũng rất nhiều. Cây này thì đặc trưng của nó rất là nhẹ, cắt cũng nhẹ luôn đấy các bác ạ. Đây, cắt thử cành này nhá, cắt và giữ luôn này. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ, cây kéo nào cũng cắt rất là nhẹ, với cái chất liệu bằng là thép đen này, đúc nguyên khối này các bác nhìn nhá, thì nó sẽ đưa cho các bác cái đường cắt rất là sắc, cực kỳ là sắc. Và với cái công nghệ ép nguội mới nhất của Nhật Bản này thì các bác sử dụng kéo càng sử dụng nó càng sắc nếu mà các bác bảo quản tốt. Đấy. Đây là cái mẫu kéo Santa 3m và mẫu kéo Hồng Gen 3m. Đấy, các bác nào mà không nhớ tên thì các bác có thể nói là cái chốt màu đen hoặc cái chốt màu xanh là bên em sẽ biết là loại nào nhá. Các bác ưng loại nào thì các bác hãy đánh dấu và gọi điện trực tiếp cho em. Bên em sẽ báo giá cụ thể cho các bác. Đây là những cái đường kính mà cái kéo này nó vừa cắt này các bác này. Đường kính rất là mịn, em sẽ lấy ra cho các bác xem. Đấy, rất là mịn khi cắt này. Để được một cái đường cắt mịn như này thì cái lưỡi kéo nó phải rất là ngọt nha các bác nhá. Đấy, cái cây kéo này tối đa sẽ cắt cho các bác cái đường kính lên đến một ngón tay này. Đấy, đo chính xác nhất là một ngón tay. Cái còn bao nhiêu cm thì nhiều khi là nó không chuẩn. Cứ bằng 1cm để các bác cắt được nhá. À quên, một ngón tay này. Đấy. Thì đây là những cái đơn hàng và cũng là tiện giới thiệu cho các bác luôn về cái cách sử dụng và cái mẫu kéo mà bên em đã cung cấp. Với cái dòng mới nhất này, kéo Hồng Gen này, thì các bác có 3 sự lựa chọn. Đó là cây 3m, 4m và 5m các bác nhé. Các bác nào sử dụng đến chiều cao bao nhiêu thì các bác hãy sử dụng và mua cái cây đó. Thế còn có một điều mà em muốn các bác chú ý nho nhỏ, đó là khi mà các bác mua và sử dụng kéo thì càng cây kéo ngắn, ví dụ 3m thì cây kéo đó sẽ càng khỏe, các bác cắt càng tốt. Đấy, ví dụ như các bác, rất nhiều bác bảo thế mà tôi mà muốn hái cái cây mà nó gần thôi, không cần tăng chiều dài, nó như thế này thì có cắt được không? Cắt được chứ các bác. Miễn sao cái chốt này, hai cái chốt nó phải ăn khớp với hai cái lỗ nhỏ này là các bác có thể sử dụng được bình thường. Đấy, sau đó thì các bác có thể đây, coi như này. Đấy. Rất là dễ, cắt lên như này, cắt luôn. Miễn sao là cái chốt này nó phải ăn khớp với nhau các bác nhé. Đấy. Đây là giới thiệu, chương trình giới thiệu cho các bác về hai cái mẫu kéo muốn giới thiệu đến toàn thể các bác. Thì trong quá trình mà bên em cung cấp thông tin như thế này, có những cái thông tin gì mà các bác cần tìm hiểu thêm, hãy alo trực tiếp cho em để được tư vấn và báo giá cụ thể hơn nhé.
Giá thì như thế này các bác ạ, giá bên em sẽ thông báo giá, thế nhưng mà giá nó sẽ không cố định, nó rất là bấp bênh, đặc biệt là trong cái thời điểm mà Covid như thế này, hàng nhập về rất là khó, thì giá có thể nó lên hoặc xuống, thì các bác cứ liên hệ trực tiếp để được mua cái giá tốt nhất. Ví dụ cây Santa 3m này bên em đang cung cấp hiện tại giá là 800, nhưng mà giá có vẻ là sẽ lên, thì cũng có thể lên hoặc xuống nữa, thì các bác hãy liên hệ trực tiếp cho em nhé. Còn cây hồng gen cải tiến mới này, giá hiện tại bây giờ bên em đang cung cấp cho các bác là 750.000. Đấy. Đây là hai cái chương trình báo giá cụ thể nhất tại thời điểm này. Và hẹn gặp lại các bác trong những cái chương trình báo giá tiếp theo, giới thiệu và test thử những cái mẫu kéo tiếp theo. Chẳng hạn bác nào có quan tâm đến mẫu kéo 4m hoặc 5m, đấy, trong video tiếp theo em sẽ test thử cho các bác về cái cách cắt cành của cái cây 4m hoặc 5m và cái độ giữ được cái hoa quả với cái cân nặng bao nhiêu đấy, với cái cây kéo này. Thì trong video sau em sẽ cố gắng cắt thử cho các bác về hai cái mẫu kéo đó nhé. Các bác để đăng ký và theo dõi thì các bác hãy ấn nút đăng ký màu đỏ bên góc phải, ấn vào hai lần vào quả chuông thì các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất mà khi mà em đăng tải video lên nhé. Và chân thành cảm ơn toàn thể các bác đã theo dõi đến giờ phút này. Chắc chắn là các bác quan tâm đến cái sản phẩm này đúng không ạ? Bác nhớ hãy đừng bỏ lỡ cái video tiếp theo mà em test thử về cây kéo này nữa nhé. Và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.